Việt Nam Stronger là một chương trình đầu tiên của Hội Thanh niên trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo Giải Sài Gòn Giải Phóng để thực hiện, với cái mục tiêu là tập trung vào hỗ trợ cho các cháu bé ở các cái vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, để thứ nhất là các cháu tới trường được tiếp tục học tập, và đặc biệt nữa là phải có thêm cái kiến thức để chấp cánh cái ước mơ của các cháu càng lớn hơn so với những ước mơ hiện tại của các cháu. Bởi vì các bạn, các cháu ở các cái vùng xa thì thiếu cái nguồn thông tin và cũng thiếu những cái trang sách để mà chấp cánh thêm những cái nguồn ước mơ của các cháu. Thì như vậy thì đây là một cái chương trình mà nó gần như là toàn diện góc độ về tinh thần cũng như thể chất cho các cháu bé có thể phát triển phù hợp với cái nhu cầu mới của phát triển của xã hội, của đất nước, và đặc biệt hướng tới một cái ước mơ mà ở đó là ước mơ hùng cường của một dân tộc. Quan trọng nhất đó là chúng ta lan tỏa một cái sự chung tay. Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Báo Sài Gòn Giải Phóng thì chỉ có hai đơn vị, nhưng mà nếu được chung tay rất là nhiều như bạn đọc hay là lực lượng doanh nhân trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh hay là doanh nhân nói chung, thì nó sẽ là một cái thông điệp mạnh mẽ và mọi người sẽ đồng hành. Và phải nói rõ đây là một chương trình đầu tiên để mở ra một cánh cửa mới, mở ra một không gian mới, mở ra một cái nền tảng mới để giúp cho chúng ta có thể chung tay cho vì trẻ em có một cái tương lai và một ước mơ lớn hơn so với hiện tại.